Anh xin chào tất cả anh em nha. Anh chào mừng anh em đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng anh em. Tụi em đang ship cho anh em một cái con Mitsu 85. Ngoại hình thì em nói anh em là nó bị gì nè. Là lý do trên bãi về nó đã mớp gì anh em. Rồi tụi em cũng không sửa. Giữ nguyên hiện trạng thông thường. Anh nói anh em thử anh em để ý nha. Những cái thằng nào mà xấu xấu gì mấy thằng đó nó dễ xài anh em ơi. Giống như em hơi đẹp trai tí xíu nha, rất khó xài. Nên là nó thắng tàu lao nữa. Bữa nay thắng nó tàu lao tới rồi. Ngoại hình máy thì giờ đây. Anh em nhìn giá đèn rồi nè. Nó có cũng như không, nó móp méo tùm lum nó la chứ, nhưng mà bóng đèn nó còn nguyên. Nó ngộ vậy đó. Tắt đi con. Rồi ngoại hình thì nắp hông. Cái dòng này nó đặc biệt anh em. Nắp hông nó liền với cái nắp của cái ốp chụp bánh trớn. Anh em mở ra cái nó là nó tòng phộng ở trong luôn á. Nó liền. Này nó ngộ vậy đó. Mà em khoái thường thường những cái thằng sồn sồn gì dễ xài anh em ơi. Đẹp quá khó xài lắm. Đẹp sái nó mà đẹp quá nó hay hư. Còn mấy thằng xấu gì nó dễ xài nè. Đây ngoại hình thì nói gì đây. Cái này nó bị gãy cái miếng này. Còn cái bộ khóa dầu thì nó nguyên si thế, nguyên bản theo máy anh em. Cái này thì nó em không biết đánh giá làm sao nhưng mà nó vô dạng sùng sùng. Mitsu 85. Để em coi thùng dầu có đẹp không. Cái thùng dầu thì nó hơi xét anh em nhưng mà chắc ăn là nó không lủng. Vì cái dòng này nó rất là dày. Cái thùng này nó dày hơn cái thùng hết hết anh em. Anh em lưu ý. Còn phía sau nó gì đây anh em. Cái chụp bánh trớn nó cũng hơi xét nha, nó xét với thời gian. Còn số xe ghi nó để là Mitsu 85. Số xe ghi là 9123. Con này còn mới quá ta. Con này còn mới. Cái bộ khóa nước cũng còn mới luôn. Còn thao dàn nín. Cái dòng này đặc biệt là cái bu nó anh em mình. Bu nó dày vậy nó anh em dày kinh khủng. Anh em xài hư máy cái bu nó cũng chưa hư. Ví dụ như anh em xài hết xong cái sắt máy nó hư rồi anh em vừa có bóng khối lại. Bán bong bóng có tiền. Này con dây gò bị tưa. Con dây gò gió bị tưa. Là cháu này nó nói cho anh em mình. Ở ngoài nó bị tưa anh em à. Đó, nó bị tưa. Chắc này chạy dắt hồi vũ quá. Lỡ rồi lăn vô gách luôn à. Xé ra để nó dướng ở trong mất công. Ừ. Nó lột ra nó chống chống cho nó hấp dẫn một chút. Rồi con xích qua bánh tí ơi. Cái này cái gì vậy ta? Lùm bỏ túi. Đây, còn máy thì em bao anh em là ốc nó phi láp là đặc biệt. Không bao giờ dám gã nghe nè. Máy nào gã em sẽ báo cho anh em. Rồi bắt nhà con test hàng cho bà con mình coi đây. Em nói đây anh em để ý nha, mấy thằng sồn sồn như cái chừng nó chạy ngon. Nó xấu xấu vậy đó. Để ít cho người để ý nha, nó ngon nha anh em. Đẹp trai như cái con Phụng nói đó là sẽ khó anh em ơi. Đó, nghe nói nó cười thằng nào. Em đẹp trai cậu râu đi. Dây Google nó vũ vô chụp sơn. Dây Google nó đánh vô nè. Gầm đi á, đẹp đi hả? Nó lớn không nào?
cái tay thợ nó khác anh em ơi, cái tay thợ nó khác với cái tay thằng cầm điện thoại anh em. Rồi bị giác liền quá, cảm ơn chay nha, chay xấu quá. Anh dễ xấu quá rồi mới bảo nghĩ ra làm nữa. Con lấy cái chai bự đi con ơi, xài chai nhỏ hao lắm. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em mình luôn ha. Cắt đi con trai. Nhà em nhìn sơ nhìn kỹ lại xung quanh nhiều trai đẹp quá anh em ơi. Nhìn kỹ xung quanh nhiều trai đẹp quá, này con đẹp trai nè. Mai mốt có mấy đứa con nặng nặng cân ký xả hết. Bữa nào xả hàng cân ký nào đẹp trai xả hết. Rồi em xin báo giá cho anh em mình luôn ha. Cái máy này là Mitsu 85. Ngoại hình xấu quắc chắc cỡ gần gì à. Rồi em bán với anh em là, mà thật sự em nghe tiếng máy nó còn tương đối khá nghe nè. Nói về sắc sảo thì nó không có đạt gì, nhưng mà nó là vô dạng tầm trung, cũng theo như cái hình dạng máy vậy đó. Chạy thì em thấy nó còn tương đối ha, tương đối này nói chung là tương đối. Nó không dở mà nó cũng không xuất sắc. Cái này em bán cho anh em 5,6 triệu. Còn cái này phí ship của máy này rất là nặng nghe nè. Máy này nó nặng. Cái này em tính anh em là 450 ngàn từ phí ship. Em xin nhắc lại lần nữa ha, máy này em bán anh em là 5,6 triệu. Phí ship của máy này là 450. Còn phương thức thanh toán bên em thì anh em cọc đúng cái tiền phí ship. Còn ngoài ra mình không có tốn thêm cái chi phí gì nữa ha. Phần còn lại là anh em khi nhận hàng kiểm tra số xe ghi, đổ nhất vô hay test máy ha. Rồi sau đó anh em thanh toán với shipper. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn hai đứa con nha. Cảm ơn anh Gom. Chào tạm biệt anh em.